tiếng Việt của mọi nhà. Chia sẻ niềm vui, chia sẻ nụ cười, mang lại niềm tin yêu cuộc sống. Cả nhà cùng xem, cả nhà cùng vui, bao điều phiền lo trong phút giây tại quyền dân. Cả nhà cùng yêu thương mến nhau khi xem phim Việt. Trong tim tôi bất chợt làm cho đôi môi khẽ nói lên lời yêu, xua tan mau đi bao nỗi buồn hơn sau bao lâu, vì tình yêu kia tuyệt vời mặn nồng nhưng vỡ màu. Em xinh tươi như hoa trong ngày trời xanh bao la, em nhẹ nhàng qua cho anh quên hết bao sầu lo. Ta cứ ngỡ sẽ chẳng dù một ai nơi đây, thì ngày thay đổi cho con tim ta thêm bối rối. Ta yêu người bằng chính con tim mình, chẳng dối gian chi người hơn. Ta yêu người dâng hết cả tâm hồn, chờ hỏi hướng hoa tình yêu. Ta yêu dù có xa sao người ơi, dù tháng năm kia ngừng trôi, xin yêu anh bằng chính những khát khao đời mong. Ta yêu dù biết xa sao ngày sau, tình vẫn cho anh dài lâu, xin yêu anh bằng chính con tim mình, bằng những chiếc hôn ngọt ngào hương tình gì vậy? Như là mùi. Dạ thưa bà, tôi mới vừa xịt mũi. Đưa tôi ra ngoài sân đi, hôi quá. Ê, sao học tốt kịp tại chức mà làm luận văn chữ khá thôi à? Dạ thôi, để đây đi rồi tôi nhận, tôi kèm vô hồ sơ. Uống đi. Dạ. Con xin phép chú. Ừ? Dạ. Bằng đại học, mày đại học, tao học đại, mà mày bằng thiệt, tao bằng muôn, để có thằng nào đạp thằng nào. Bởi vì bà chất mới nói đúng, mình phải kề vai sát cánh, nếu không tụi nhỏ sẽ leo lên đầu mình ngồi. Vậy là tôi không thể có con được nữa hả? Dạ đúng như vậy ạ. Vậy sao ông nhà tôi lại nói là... Dạ vậy thì tôi không biết đâu, tôi chỉ thấy ghi trên hồ sơ vậy á. Chuyện gì vậy? Bác sĩ vừa cho tôi biết sự thật, sao ông lại giấu tôi? Tại vì mình còn yếu quá mà. Trời ơi. Thôi mà, bà
của mình nữa. Nằm nghỉ đã. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Bảo thiệt á, ổng đối xử với em tệ quá. Ai lại đánh người như kẻ thù vậy? Tại vì ổng biết em để lại đứa bé này, rồi ổng điên tiết lên. Em cũng chẳng cần. Ổng hứa hẹn đủ điều đó. Ổng là người có địa vị mà. Em không tin là ổng dám. Dám gì? Dám bỏ rơi em. Thôi đi, lão cũng đang bỏ rơi em đó thôi. Em nghĩ là tại vì em chưa sinh đứa bé ra, đâu có người cha nào bỏ rơi con của mình, đúng vậy. Nhưng việc này khác. Ổng tức là do ổng nghĩ rằng em đang cài bẫy ổng. Thậm chí ổng cũng không tin đây là con của ổng nữa. Sao lại không tin? Từ lúc em quen ổng đến giờ, lúc nào em cũng quanh quẩn ở nhà máy. Em có quan hệ với ai đâu chứ. Ổng là người đàng hoàng thì còn nói làm gì nữa. Ổng không đàng hoàng, sao lại được công ty tín dụng quá vậy? Sao mà em ngây thơ quá vậy? Đàng hoàng. Hôm đó ổng đã xô té em rồi còn gì. Bây giờ lại còn đánh em như vậy nữa. Ổng mới giở trò. Em sẽ kiện ổng. Em dám kiện không? Chị à, chị giúp em nha chị. Chị thì giúp được gì cho em chứ? Em nghĩ là chị có học, chị quen biết nhiều người. Chị giúp em viết lá đơn rồi gửi đến những nơi cần gửi, được không chị? Thật ra chị thật tình á, chị rất là ngại. Chị ngại thì thôi, còn gì để nói nữa. Thôi được, chị sẽ giúp em. Nhưng em phải thật sự quyết tâm đó. Em quyết tâm. Ổng đéo giả vậy. Nếu em để yên cho ổng thì chắc ổng sẽ lừa thêm nhiều cô gái khác nữa. Thôi em cứ viết đơn đi, chị sẽ sửa rồi đem đi đánh máy. Mà thỉnh thoảng chị ghé nhà em chơi nha. Vậy em định nghỉ luôn à? Cái bụng này bắt đầu lớn rồi. Em đi làm sợ người ta biết. Mà buộc bụng lại, em sợ sau này con em nó khờ. Em nghĩ vậy cũng phải. Thôi chị về đây.
Long Trì muốn xin lỗi cô về mấy cái bạc tay. Tiền đây, cô hãy về quê đi. Tôi không cần. Tôi nói cho cô biết, ông ấy hiền, nhưng thằng đầu bếp này không có hiền đâu đó. Tôi nói cho anh biết, đừng có hòng. Tôi có chết cũng không để cho mấy yên đâu. Đừng có hòng mà dọa tôi. Vậy tôi hỏi cô, ông ấy có lỗi gì với cô? Cô cặp với ông ấy, ông ấy đã cung phụng với cô biết bao nhiêu tiền. Bây giờ cô có bầu, ông ấy cho cô tiền, cô phá đi. Cô muốn gì nữa? Ông lừa tôi. Ông hứa là cho tôi lên văn phòng làm. Rồi ông còn nói. Hứa cái gì? Lời nói không mất tiền mua. Ông hứa như vậy cô mới lên giường với ông được chứ. Còn cô mất mẹ gì? Cô đã chẳng còn là con gái sao cái vụ thất tình đó hay sao? Ông Đạn, tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh đi về đi. Tôi với anh không có nợ nần gì nhau hết á. Muốn gì thì anh kêu ông đến đây nói chuyện với tôi nè. Cô Hồng, từ giờ á, cô muốn nói chuyện với ổng, trao đổi trực tiếp với tôi. Tiền của cô đây. Tôi không muốn. Không thì mặc xác cô. Tiền nè. Chào bác. Chào em. Con chào. Ủa? Anh Duy quê mới lên hả mày? Ừ. Dạ bác. Còn có ít trái cây biểu bác nè. Trời đất ơi, sách chia cho cực vậy. Dạ đâu có gì đâu. Tại lúc nãy trên đường đi á, con thấy người ta bu đông nghẹt à. Con tưởng cái gì, con bu vô luôn. Ai về đâu người ta mua trái cây, con mua luôn. Chưa đâu bác, còn con gà nữa nè. Con má con gửi lên, con đem qua đây ăn chung cho vui. Thư, em xuống làm gà đi, nó sắp chết rồi đó. Ủa sao vậy anh? Tại nãy anh sợ nó chạy á, anh còn chặt quá vợ lè lưỡi kìa. Ôi mẹ quá mày. Ừ, anh á cứ chơi đi, chút đừng ăn nha. Để em xuống nấu nước, lát anh xuống cắt cổ gà nha. Ừ. Thôi để má làm cho. Thôi khỏi đi má. Để tụi con đi nha. Trời đất ơi. Cho cậu Kiên lên phòng tôi. Dạ. Mời vào. Dạ chào bác. Ừ, cô ngồi đi. Dạ. Cậu nghiên cứu xem có thể thực hiện được cải tiến này không. Dạ, nếu mình đổ thêm như vậy vào thì sẽ xấu cái máy đi bác ạ. Liệu có ảnh hưởng gì đến năng suất hay không? Dạ, cháu nghĩ chắc là không. Vậy sau khi sản xuất người ta không làm luôn đi. Dạ, tại vì công nhân của họ có ý thức lao động cao. Còn khi vận hành dây chuyền, người ta quy định thợ phải đứng cách máy 1 mét. Ừ. Còn công nhân của mình, nhiều người ở dưới quê lên nên... Vậy thì cô cho làm ngay đi. Dạ. Tại sao vậy? Né cái gì mà né? Trời ơi.
Ủa, má có chuyện gì vậy? Cái con này nè, không chịu đi thi đại học, đi học làm người mẫu, chịu nổi không? Sao em không thi đại học mà đi làm người mẫu vậy? Không hỏi ý má, cũng không hỏi ý kiến anh nữa. Má, con sắp đi làm rồi. Má không phải lo cho con, sau này có điều kiện con sẽ đi học lại mà. Nhưng đó không phải là cái nghề. Cái gì mà ăn mặc hở hang, đi đi lại lại thấy mà ghê. Thôi đi má. Thôi đi vô trong rửa mặt đi. Đi. Đi đâu vậy? Má con... Vô đi. Dạ. Thôi má đừng giận nữa, lỗi tại con. Lâu nay con không quan tâm chăm sóc nó. Trời, nó nghe lời ai mà bây giờ nó hư hỏng vậy không biết nữa. Có chuyện gì mà anh thấy em buồn vậy? Mình đi uống cà phê nha. Không, em không thích. Tốt nghiệp về, má em thấy rồi, la quá trời. Vậy cậu Thịnh có nói gì không? Anh hai không nói gì hết á. Ở nước ngoài, nghề người mẫu phát triển lắm. Tương lai nước mình rồi cũng vậy. Thực ra, anh hai cũng biết điều đó. Nhưng ảnh lo cho em quá. Còn má em, lúc nào cũng phải học đại học hết á. Hồi trẻ, má em khao khát được học. Nhưng mà vì chồng con quá sớm, còn trẻ mà đã ba con rồi. Ủa, sao anh chỉ thấy có hai anh em mà, còn một người ở đâu? Bị lạc từ nhỏ. Mà buồn cười lắm, hồi đầu á, má em cứ tưởng chị Ngọc là con của má, cấm anh hai không được quen chị Ngọc. Sau á thì biết không phải, nhưng cấm vì thôi mà thôi. Thôi anh nói chuyện của anh đi. Anh với chị Hồng Phương sao rồi? À, tụi anh yêu nhau, nhưng nhiều khi anh cảm thấy cô ấy đùa giỡn với anh quá. Em nói thật nha, bà không hợp với anh đâu. Bà sống trong gia đình giàu có, từ bé đã được sung sướng rồi. Phương cũng lạ lắm, có khi cô ấy rất tốt. Vậy anh thử kể một việc tốt của bà coi. Thôi em đi về đây. Ông ta đã lợi dụng tôi, làm cho tôi có thai rồi ruồng bỏ tôi. Giờ đây ông ta chẳng những không đối hoài đến tôi mà còn thường cẳng chân hạ cẳng tay với tôi nhiều lần. Hiện trên mặt tôi còn đầy những vết thâm tím. Tôi viết đơn này gửi lên ban lãnh đạo công ty để tố cáo ông ta. Cũng cần phải nói thêm, có nhiều người kể lại tôi không phải trường hợp duy nhất. Trong công ty ông ta cũng đã dùng những thủ đoạn tương tự làm hại rất nhiều cô gái khác, kỹ đơn, Thu Hồng. Chuyện này rất là phức tạp. Ông ta đã làm hại rất nhiều chị em, không thể để ông ta cứ nhẫn nhơ như vậy mãi được. Nhưng bằng chứng với nhân chứng không có. Bằng chứng là lá đơn này, nhân chứng là cô Hồng. Nhưng lỗi ta sẽ cãi lại. Cãi làm sao được, chuyện 2 năm rỗng 10. Nhưng mà đối với những người công tâm kìa. Còn đằng này, hồi em chưa về cũng đã có cô kiện ông ta rồi. Ông Long đưa ra rồi nói cũng tại cô gái đó lôi kéo ông chị. Cuối cùng cô gái đó tự nghỉ việc, ông chị thì chẳng sao hết. Cái chính là ông chị là cháu ông Huyền. Còn ông Huyền á là phó chủ tịch hội da giày thành phố. Tuy ông Huyền không chi phối công ty nhiều, nhưng ông ta lại quen biết nhiều ở bộ ngoại thương và cả lãnh đạo thành phố nữa. Vậy mình đành chịu à? Anh nghĩ tụi mình phải chờ. Phải chờ thôi. Hả? Chờ gì? Chờ có nhiều người cùng đứng ra tố cáo một lúc. Chờ.
Lỡ không có ai cùng tố cáo thì sao? Hay là anh sợ mất lòng ông ấy? Em không biết tính anh sao lại nói câu đó vậy? Biết đâu, con người ta mà, anh mới được thưởng, có thể sắp được đề bạt tăng lương, nên anh ngại va chạm chứ gì. Em không được xúc phạm anh như vậy. Anh không làm thì thôi, cứ cuộn trong vỏ ốc của mình đi. Em Ngọc. Công ty của con có nhiều chuyện rắc rối lắm mà. Công ty lớn như vậy, 2000 cán bộ với công nhân viên, anh chỉ là hạt cát, anh lo chi cho mệt. Nhưng mà thôi, có nói má với em cũng không hiểu đâu. Phải rồi, giờ các cô các cậu lớn hết, sao tôi hiểu cho nổi. Không phải đâu má ơi, nhưng mà con thương công ty của con giống như gia đình mình vậy. Bây giờ công ty của con rắc rối lắm. Nguyên nhân sâu xa chính là vợ chồng ông bà giám đốc. Bà thì lấy lời lãi làm tất cả, còn ông tôn trọng công nhân mà lại không có quyền. Một số người thì dựa vào thế lực của người khác mà không ai dám nói gì hết. Một số người có tâm huyết thì... Anh nói anh phải không? Ừ. Anh việc gì phải tâm huyết? Làm hết việc của mình, đủ ngày công, lãnh tiền hết. Nói như em thì sao tiến bộ được. Anh muốn nói đến sự cụng mòn ý chí cầu tiến của con người. Tất cả mọi thứ dành cho đời đều tốt đẹp chắc là khó lắm. À, má hiểu con. Má biết á, là con đúng. Nhưng mà con cứ như vậy á, là con khổ lắm đó nghe. Công ty đang gặp chuyện bất bình. Chuyện gì vậy con? Mà thôi, việc này nhạy cảm lắm. Ơ kìa, Thịnh. Má, má, để anh hai một mình đi má. Ừ. Má ăn cơm đi. Ăn cơm đi má, kệ anh. Phải trường hợp duy nhất. Trong công ty ông cũng đã dùng những thủ đoạn tương tự làm hại rất nhiều cô gái khác. Dẫn chứng nào thật đó? Kêu ông Trì lên gặp tôi. Dạ, anh cho gọi em à. Cậu đọc đi. Thật là một sự vu khống trắng trợn. Vu khống à? Anh không tin em sao? Mấy lần trước cũng là vu khống sao? Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy hoài, sẽ có đứa kiện lên thành phố, kiện ra tòa. Đến lúc đó không có ai che chắn cho cậu được đâu. Thôi được rồi, cậu đi đi. Cậu nên nhớ, đây là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho cậu đó. Dạ, dạ em cảm ơn anh mà. Tao cho mày bao nhiêu tiền? Được, xem tao với mày đứa nào giết được đứa nào cho biết. Sao còn chưa đi nữa? À, dạ em đi à. Mình đi mua đồ nha em. Dạ. Có gì anh nói luôn đi. Từ từ đã nào. Sao cậu hay vội vã vậy? Tôi xin lỗi, tính tôi là vậy. Tôi biết là dở nhưng mà quen mất rồi. Nhưng mà thật ra thấy cũng đâu có gì vội đâu. Đúng vậy, cuộc sống mà mình phải vừa làm vừa hưởng thụ, như vậy mới thú vị.
Tôi muốn bàn cậu chuyện này. Chiếc xe tôi đang chạy, tôi muốn để lại cho cậu. Cậu thấy sao? Ý anh là muốn bán lại cho tôi hả? Ừ, được không? Nhưng tôi làm gì có tiền mà mua? Thì tiền thưởng đó. Làm sao mà đủ? Bấy nhiêu đó chỉ đủ để mua cái dàn máy vi tính cũ thôi. Tôi đang tính mua máy vi tính, chưa có tiền đổi xe đâu. Chuyện này tôi đã suy nghĩ rồi. Cậu lấy bộ máy vi tính của tôi đang dùng mà xài. Tiền bạc khỏi lo, coi như tiền thưởng là đủ. Nếu vậy thì thiệt canh lắm đó. Không sao. Thật sự mua mới thì đắt, nhưng mà để lại không bao nhiêu. Nhưng bây giờ tôi có lãnh được tiền thưởng đó mà mua. Nếu là của cậu thì không lĩnh được, nhưng nếu là của tôi thì sẽ rất dễ dàng. Nếu anh nói vậy thì bây giờ cậu lấy xe tôi mà đi, còn bộ máy ghé nhà tôi lấy luôn. Tôi rất cảm ơn anh. Lúc khánh thành cái máy, tôi có hứa sẽ tặng cậu một khoản nhỏ nhỏ. Chuyện mua bán đương nhiên là phải sòng phẳng. Nhưng nếu cậu cảm thấy có chút gì đó thì gọi cho tôi, xem như tôi tặng cậu. Như vậy mà nhỏ nhỏ cái gì? Phải nói là một khoản lớn mà rất thiết thực với tôi nữa chứ. Anh đúng là người tốt, tôi cảm ơn. Cậu làm gì cũng vì mọi người. Tôi làm việc này chỉ vì cá nhân tôi thôi. Thật ra cũng tốt cho tôi chứ sao. Giấy tờ xe và các giấy tờ liên quan tôi làm rồi. Tại sao anh biết tôi đồng ý? Cậu là người có đầu óc mà. Chẳng lẽ một việc hợp tình hợp lý như vậy mà cậu lại từ chối sao? Chẳng dối quên lâu chợt hiện về trong tim tôi, bất chợt làm cho đôi môi khẽ nói lên lời yêu. Rồi tan mau đi bao nỗi buồn hằn sâu bao lâu, vì tình yêu kia tuyệt vời mặn nồng nhưng vỡ màu. Em xinh tươi như hoa trong ngày trời xanh bao la, em nhẹ nhàng quá cho ta quên hết bao sầu lo. Ta cứ ngỡ sẽ chẳng yêu dù một ai đời này, tình hay thay đổi cho con tim ta thêm bối rối. Ta yêu người bằng chính con tim. Xong rồi. Con ơi con, ở đâu mà con mang về nhiều dữ vậy? Con trúng số đó má. Anh xạo, chắc có ai cho mượn tiền chứ gì? Là của anh mua đó. Mua? Ừ. Con ơi, tiền ở đâu mà con mua xe máy rồi mua máy vậy? Là tiền thưởng của con đó má. Tiền thưởng? Dạ. Thiệt không? Tiền thưởng của con mua hết mấy thứ này đó. Vậy là từ giờ con khỏi ra tiệm chơi nữa rồi. Cái gì? Mua máy về làm việc chứ không phải để chơi game nha. Lâu lâu anh cũng phải cho em giải trí chứ. Thôi anh sợ em quá. Nè con, bây giờ má làm một bữa cơm thiệt ngon đãi cả nhà mình luôn nha. Má má, con mời một người nha. Một người nữa. Má đi mua đồ đi, con kêu ông Phát qua làm. Hả? Anh Phát nữa hả? Ừ. À anh hai, còn chiếc xe nữa, anh tập cho em đi đi. Chút á, còn đi khoe hàng sớm nữa. Thôi đi, em mà biết chạy chắc mượn xe anh chạy tối ngày quá. Con phải tập cho em đi, nó còn chở má đi chợ nữa. Thôi được rồi, thay đồ đi. Em mặc giày thì sao? Cái gì? Em mặc đồ mất thẩm mỹ gì ra đường hả? Vậy mà cũng mất thay đồ nữa. Bao yêu thương quên lâu chợt hiện về trong tim tôi, bất chợt làm cho đôi môi khẽ nói lên lời yêu. Sự tan mau đi bao nỗi buồn hằn sâu bao lâu, tình yêu kia tuyệt vời mặn nồng nhưng vỡ màu. Em xinh tươi như hoa trong ngày trời xanh bao la, em nhẹ nhàng quá cho anh quên hết bao sầu lo. Ta cứ ngỡ sẽ chẳng dù một ai nơi đây, tình yêu thay đổi cho con tim ta thêm bối rối. Ta yêu
bằng chính con tim mình. Chẳng dối gian chi người hỡi, ta yêu người dâng hết cả tâm hồn, chờ hỏi hướng hoa tình yêu. Ta yêu dù có xa sao người ơi, bằng chính con tim mình, bằng những khát khao đời mong. Ta yêu dù biết xa sao ngày sau, tình vẫn cho anh dài lâu. Xin yêu anh bằng chính con tim mình, bằng những chiếc hôn ngọt ngào hương tình. Về rồi kìa. Tư má, đây là bạn trai của con. Vô đây con. Dạ, chào bác. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi con. Ngồi đi anh. Rồi, bây giờ cũng ly nha. Vô. Rồi, vô. Má, nè má. Nè, mời anh. Không, anh hai. Có anh nè. Đây. Nè, cho anh nữa nè. Rồi, hai đứa ăn đi. Dạ. Tự nhiên nghe. Tự nhiên đi. Dù có xa sao người ơi. Nè, đang nghĩ gì vậy? Dạ không. Tập xe cũng thích quá anh hả? Đổi đi. Em muốn này. Muốn đi rồi tập nữa. Em có mệt không? Bằng chính con tim mình, bằng những chiếc hôn ngọt ngào. Ủa, em đang nghĩ gì vậy? Không, thì ra xe và dàn máy vi tính là anh để lại cho anh hai em hả? Ừ. Giá chỉ bằng một nửa. Xe và máy đều đã cũ rồi. Nếu là mới thì số tiền đó chỉ đủ mua hai cái bánh xe thôi. Trong việc mua bán này em có liên quan gì không? Có thì sao, mà không có thì sao? Có thì yêu nhiều hơn một chút, nếu không có thì yêu ít hơn một chút. Thực ra em định mời anh đến ăn liên hoan, nhưng em nghĩ lại rồi, có lẽ mình không nên để anh hai em biết chuyện mình đang quen với nhau. Sao vậy? Anh sẽ suy nghĩ lung tung và ngại với anh. Em nói cũng phải. Bây giờ em muốn ăn gì? Anh nghĩ rằng em mời anh ra đây chỉ để mời ăn thôi sao? Không, nhưng mà không lẽ cứ để bụng đó rồi về? Cũng phải. Anh thử tìm một lý do cho buổi tối hôm nay xem. Rửa xe và rửa máy vi tính. Hai thứ đó đằng nào anh cũng phải mua mà. Vậy ha. Vậy mình đành chịu à? Anh nghĩ tụi mình phải chờ. Phải chờ thôi. Chờ gì? Chờ có nhiều người cùng đứng ra tố cáo một lúc. Chờ? Lỡ không có ai cùng tố cáo thì sao? Hay là anh sợ mất lòng ông ấy? Em không biết tính anh sao lại nói câu đó vậy? Biết đâu, con người ta mà. Anh mới
mới được thưởng. Có thể sắp được đề bạt tăng lương nên anh ngại va chạm chứ gì. Em không được xúc phạm anh như vậy. Anh không làm thì thôi, cứ cuộn trong giỏ ốc của mình đi. Em Ngọc, anh sẽ không cuộn mình trong giỏ ốc đâu. Rồi em sẽ thấy một công ty giống như một con tàu lênh đênh ngoài biển cả, từ thuyền trưởng đến người hoa tiêu, thợ máy phải đồng tâm hợp lực, bởi vì không phải ngày nào sống cũng yên, bể cũng lặng. Nếu chúng ta mất đoàn kết thì một khi bão tố nổi lên, con thuyền ấy sẽ mất phương hướng và lao vào gành đá. Thật đáng buồn vì cán bộ công nhân trong công ty hiện đang mất đoàn kết một cách trầm trọng. Rồi nữa, cán bộ lãnh đạo không gương mẫu, thậm chí có người còn lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi, mà nhục nhã thay cho họ là trục lợi ngay trên thân xác chị em phụ nữ, vốn cùng là những người làm thuê, cùng có những khó khăn thiếu thốn, cùng khao khát không ăn việc làm, đời sống ấm no và sự công bình với mọi người lương thiện khác. Con thuyền chúng ta đang bơi trên biển, hiện thời sóng yên bể lặng, hiện thời chỉ là một chút nước rỉ ra từ một khe nứt nhỏ. Nhưng nếu chúng ta chủ quan, không lập tức cho sửa chữa lại, thì e là đến một ngày nào đó nó sẽ lan rộng, bục vỡ, và chắc chắn dẫn đến việc con thuyền sẽ bị chìm đắm. Đúng, công ty chúng ta là một con thuyền đang có lỗ thủng, mà những chuyện tiêu cực như vậy đâu phải bây giờ mới xảy ra, nó xảy ra lâu lắm rồi. Thằng Thịnh viết hay lắm, anh chị em cho thằng Thịnh một tràng pháo tay. Đứng đây làm gì vậy? Làm việc đi. Chị, giờ sao đây? Ủa không, may quá gặp em ở đây, mình nói chuyện chút nha. Chị đang định tìm em. Em uống gì không? Dạ. Chị kêu cho. Nước ngọt đi chị. Em ơi, cho chị hai chai nước ngọt. Dạ. Cái đơn của em có tác dụng ghê lắm. Ủa, em có chuyện gì vậy? Họ tới kiếm em phải không? Dạ. Em đừng có lo, chị đã đưa lá đơn của em cho anh Thịnh rồi. Anh Thịnh đã viết một bài báo cáo cho tất cả mọi người trong công ty. Mọi người rất phấn khởi em à. Dạ. Chị nghĩ sau chuyện này sẽ có nhiều người dám đứng ra tố cáo ông ta. Nhưng mà em sợ lắm. Với lại má em biết chuyện rồi, má lên bắt em phải về quê đó chị. Vậy em để mình thiệt thòi sao? Không được. Nhưng mà liệu có được gì không chị? Được chứ. Nhất định ông Trì sẽ bồi thường cho em, và ông ta sẽ bị kỷ luật. Chị nghĩ em cũng biết mà, bao nhiêu chị em đã bị ông ta làm hại. Em đấu tranh như vậy là cho bản thân em và cho cả mọi người nữa. Mỗi lần nghĩ đến việc ông lừa gạt em rồi đối xử tàn nhẫn với em làm lại, bây giờ phải làm gì hả chị? Theo chị, em nên viết một lá đơn nữa, gửi lên cấp cao hơn. Em uống nước đi. Được rồi, em sẽ làm, rồi ra sao cũng được. Nhưng mà liệu mình có thắng không chị? Thắng chứ. Tụi mình có những người bạn tốt, ta có chính nghĩa, nhất định ta sẽ thắng.
Má mới đi chợ về hả má? Từ thấy mấy đứa ngoài tỉnh nó lên nó đi thi, tôi phát buồn. Má, tôi đâu có chờ cô đi làm người mẫu kiếm tiền nuôi tôi đâu. À, không có nhà ăn cơm đi đâu ạ? Con no rồi. Ơ à, sướng không? Con với cái mới nói có một câu đứng dậy đi. Chuyện gì không em? Em muốn chỉ có mẹ thôi cho con tiếng xu đầu nôi, chỉ có mẹ thôi dắt con vượt qua bóng tối. Thật hạnh phúc khi bên mẹ tôi, xót xa khi vắng mẹ rồi. Chỉ có mẹ thôi cho con tình yêu suốt đời. Cuộc sống đầy những dối gian khiến cho lòng buồn, đã khiến đời con nỗi trôi theo từng năm tháng. Về nơi đâu trong đêm mù khơi, cần lắm đôi tay mẹ thôi, cần lắm mẹ trở về chốn xưa bình yên. Dù vẫn biết cuộc đời còn nhiều sóng bão, sóng gió và con thuyền kia, và buồn cho lòng người thường hay thay đổi, con tim vỡ tan người hỡi. Dù vẫn biết cuộc đời không như là mơ, đắng cay trái tim dại khờ, về đây những bàn chân lạc lối.